tiếp theo trong chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam xin giới thiệu với các bạn chương trình du học Mỹ, cơ hội chuyển tiếp năm cuối lấy bằng cử nhân tại trường đại học Southern New Hampshire. Thì trường đại học Southern New Hampshire vừa thông báo cơ hội chuyển tiếp năm cuối cho sinh viên đại học Việt Nam sang học đại học ở Mỹ để lấy bằng cử nhân với đa dạng các khối ngành. Và hãy liên hệ với đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương để được hướng dẫn chi tiết về thủ tục hồ sơ nhập học. Thì trường đại học Southern New Hampshire được thành lập năm 1932, tọa lạc ở Manchester và thành phố phát triển của tiểu bang New Hampshire. Thì trường có gần 9.000 sinh viên nhập học, trong đó có 750 sinh viên quốc tế đến từ 65 quốc gia trên thế giới. Trường có cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ và hiện đại. Ngoài ra thì trường còn có ký túc xá nằm ngay khuôn viên tiện nghi, tiết kiệm chi phí đi lại. Đội ngũ giảng viên của trường thường là những người dẫn đầu trong các lĩnh vực mà họ giảng dạy, nên là sinh viên được hưởng lợi từ những kinh nghiệm cũng như là kiến thức thực tiễn để dễ dàng tìm việc hơn sau khi tốt nghiệp. Trường có tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp lên đến 95%. Đây là cơ hội tốt cho những bạn có ước mơ được đặt chân tới Mỹ, đặc biệt là với những bạn mà không muốn đầu tư nhiều hoặc là không đủ điều kiện kinh tế để theo học cả một quá trình đại học 4 năm tại Mỹ. Đối với chương trình chuyển tiếp này, thì trường chỉ yêu cầu sinh viên hoàn tất 30 tín chỉ với điều kiện là các em đã hoàn thành 90 tín chỉ cùng chuyên ngành trước đó tại Việt Nam hoặc là các nước khác. Tại trường thì sinh viên được tự chọn và sắp xếp các môn học cho năm học chuyển tiếp. Đối tượng tuyển sinh đó là sinh viên đang học năm cuối tại các trường đại học hệ 4 năm và sinh viên đã hoàn thành ít nhất là 90 tín chỉ của chương trình cử nhân. Việc xét duyệt nhập học và công nhận tín chỉ của mỗi môn học phụ thuộc vào hồ sơ của từng sinh viên. Chương trình học cử nhân, khoa học, khối nghệ thuật và kinh tế các chuyên ngành như là quản trị kinh doanh quốc tế hay là marketing, tài chính, kế toán, kỹ thuật, máy tính, game hoặc là thiết kế đồ họa, phát triển phần mềm, môi trường, thời trang, giáo dục, vân vân. Và để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ thì các bạn cứ liên hệ tới đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam theo địa chỉ quận 1, quận 5 hoặc gọi điện thoại trực tiếp về số hotline 0838484879 hoặc là 0838382080.